Nhất tâm lãnh lễ Nam Mô Bất Thoát Kim Cương Thủ. Nhất tâm lãnh lễ Nam Mô Định Thượng Quá Phật Thủ. Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. À, rồi chúng ta cùng giơ tay cao lên cho một tràng vỗ tay thật lớn chào đón thầy chúng ta chiều hôm nay nhé. À, chúc quý vị an lạc quý vị ơi. À, chúng ta đồng chắp tay niệm bổn sư quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, xin cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta đồng ngồi xuống. À, chúc quý vị an lạc quý vị ơi. À, hôm nay ngay ngày 19 tháng 2 Lại Quan Âm Bồ Tát quá đông rồi quý vị ơi. À, xung quanh này đầy kính hết, nguyên một cái xăng bên giường bông giấy bên kia dọn đầy kính luôn, và lượng người giờ này còn về rất là đông, đang về rất đông quý vị, nên quá vàng là đông luôn rồi. À, đây gọi là pháp hội Quán Âm không thể nghỉ bàn quý vị. Ừ. À, nên mỗi người chúng ta bây giờ mình được ngồi những vị trí ổn định. À, lo đài nghe cũng được hay. Thấy không? Đây là cũng duyên phước mình thù thắng rồi đó nghe. Trước nhất là thù thắng rồi đó. Còn những người mà vào sau này một chút nè, sẽ là không biết có niệm lại hay không, hoặc người ta sẽ lại dưới đất. Nha. Rồi xa quá xa, rồi những cái lo mà nó có phóng tới hay không. Nên những đức nghe mấy cái lo bên kia, ở bên giường bông giấy thì nó hơi nhỏ. Bữa nay là bữa cuối cùng rồi thôi. Lễ Quan Âm mà tối hôm nay đông gì, âm thanh lớn lớn một chút cho người ta nghe. Nghe không? Nghe cho rõ ràng quý vị. Nên cái mà mình sướng lên Quán Thế Âm Bồ Tát, thí dụ như nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Diệu A. Thí dụ như mình nghe người mà sướng mạnh đi, mình cũng lại theo khỏe nữa. Còn nếu như mà cái lo mà nó ẹt 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 ẹt, mình nghe mà nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Diệu A, mình cũng niệm theo, mà mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghe không? Nó không đủ lực quý vị. Đúng rõ ràng là
mình lễ lại, mình tu thì có lớn mình cũng thấy nó hấp dẫn. Còn cái người ta mà không lễ lại, nghe vị người ta nghe ta chịu không nổi. Ừ, họ phải đóng cửa lại, họ phải bít cửa sổ lại, làm đủ cách chứ, chịu không nổi vị ơi. Nên từ nơi đó mà giống như uống nước nóng lạnh tự biết, thấy không? Nhưng mà cái người mà dù không lại nghe, mà nhưng mà thấy cái pháp hội này mà tùy hỷ thôi, cái tâm mình hoan hỷ thôi nghe quý vị, đúng là cũng có duyên phước. Còn cái người mà vô cái pháp hội này lại là quý vị nghĩ nhân duyên phước báo bị lớn cỡ nào. Giống như bây giờ mình chỉ có một ngọn đèn, kẹt quá ở nhà mình một mình lại, nhưng mà nó yếu lắm quý vị ơi. Ở đây nguyên một cái hội chúng này lại, như hồi tối mà Kim Tho nói một câu á, qua hậu Kim Tho tối lại được 500 danh hiệu, nói một câu vậy nè. Đang lại vậy trước mặt có ông bà già, bà lễ. Không lẽ giờ thấy mình trẻ gì mà mình không lễ, thấy bà già bà lễ, mình phải nỗ lực hết mình lễ. Có 100 lại đầu thôi mà nó mệt te tua. Vậy mà bà già trước mặt bà lễ, mình lay rai 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 vậy mà lễ hết dơn 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm luôn. Quý vị biết rằng là có rất nhiều người không thể nào tưởng tượng được, không thể nào ngờ được mà mình lại được 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Họ nghĩ họ lại chừng vài chục lại họ nghĩ, nhưng mà không ngờ cái sức lôi cuốn thu hút mà trước mặt mình bao nhiêu người lễ, tự nhiên họ lễ hết trơn 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm luôn quý vị. Đó, có giỡn đâu nghe. Nhưng quý vị biết rằng ở một cái pháp hội này mà lễ Quan Âm á, vì lễ có nhiều cái mà khi bị đi đến đây dự rồi về nhà nó có nhiều cái cảm ứng lạ kỳ. Tại vì sao? Giống như một mình chỉ có ngọn đèn làm sao mà xóa tan bóng tối vô minh. Nhưng mà bây giờ quá đông người cùng tu với mình, nó trở thành một cái oai lực. Mà cái oai lực này chắc chắn rằng là cảm với Phật Bồ Tát ở thế giới cực lạc phóng quang gia trì. Bây giờ như Đức hỏi quý vị nè, nếu không có Phật Bồ Tát gia hộ gia trì thì cái số lượng mà hôm qua tới bây giờ mà đông đúc người ta, mà trước đó một ngày đã đông rồi, nằm ngủ tùm lum chỗ hết trơn. Mà quý vị coi già cũng có, mà quý vị thấy có ai xỉu hoặc là chở đi bệnh viện gì đâu. Trong khi người ta làm một cái chương trình nho nhỏ thôi nghe quý vị, là người ta phải có một cái bác sĩ đồ này kia để khám bệnh, thấy không? Quý vị biết rằng có nhiều cái chương trình mà người ta thọ giới đâu có bao nhiêu người đâu quý vị, mà người ta phải có một đội ngũ để mà chữa trị cho chư tăng ni đó quý vị. Nhưng mà cái pháp hội mình mà đông như vậy mà tu tập mà nhiều người già mà lại bình yên được vậy là 100% là Phật Bồ Tát gia hộ cho chúng ta. Bây giờ á, phần nhiều ai cũng sẽ phát cái nguyện là tối đêm nay con sẽ lễ hết 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghĩa là thầy đi đến đâu con đi đến đó, nơi nào có gió là có thầy. Hiểu không? Thầy đi đến đâu thì con đi đến đó, nơi nào có gió là có thầy. Vậy thôi. Nên từ nơi đó mà bây giờ á, những đức mà đuối thì những đức nghĩ một lại bị nghĩ lại, mà những đức lại một lại lại bị lại một lại, cứ là thầy trò cùng tiến cùng lùi, đúng quý vị. Nói chứ hôm qua giờ mà nói chuyện xuyên suốt cũng hao hơi tổn sức cái bây giờ đó quý vị. Hiểu không? Rồi chút là nói chuyện xong rồi phải lại Quan Âm. Mà quý vị yên tâm vụ này nghe hay lắm nghe. Có nhiều người lễ nói con sợ lễ 500 danh hiệu giữa chừng cái tự nhiên mắt đái.
rồi chạy đi à, bỏ máy lại thì sao? Đừng có nghĩ điều này, nó lạ. Quý vị vô cái pháp hội lễ Quan Âm không bao giờ mắc nó ngộ vậy đó, yên tâm đi. Nhưng Đức hỏi quý vị bây giờ nó đổ mồ hôi không, cũng nó ra sạch nhách hết trơn rồi, còn nước ở đâu mà đai. Thấy chưa, không còn nước đâu quý vị ư. Nên là yên tâm đi, chân thật mà phát nguyện. Con chuyến này con đi đến đây, bây giờ cái pháp hội quá đông người lễ Quan Âm, con phải nhiệt liệt hết mình. Chuyến này con đi đến đây con lễ xong Bồ Tát Quán Thế Âm, con về quê có nhiều người hỏi con mấy ngày nay mày đi đâu vậy. Con nói con đi chùa. Mày chùa nào? Nói chùa Đại Tùng Lâm. Mà đến chùa Đại Tùng Lâm làm chi? Nói lại Quan Âm Bồ Tát. Hỏi mày lại bao nhiêu lại? Là lại ngàn lại. Mày lại hết không? Hết xong hết mày. Hỏi ngộ ghê. Mạnh dạng đúng không quý vị? Nên cái chuyến mình đi đến đây mình phải nhiệt liệt hết mình. Nhưng lạ thay nghe, lễ Quan Âm Bồ Tát nói quá qua nhiều công đoạn mệt nghe quý vị. Nhưng mà khi mà gần cuối cùng mà xong, quý vị sẽ thấy cái cảm giác đặc biệt lắm. Ừ, khi mà lễ xong á thì lúc đó quý vị mới thấy cái lúc mà lễ mệt mệt, quý vị nhớ nghe, cứ cầu nguyện Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, gia hộ cho con đầy đủ tâm lực để con lễ hết 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hiểu chưa? Lúc mà mệt nhất mà có nhiều loại tâm mình nó ngộ lắm nghe. Nó kêu mình ngồi nghỉ chút đi. Nhất là mấy cái người mà tu mới tu, cái tâm nó kêu dữ lắm. Nghỉ chút. Hoặc là khát nước mà chạy đi uống nước đi. Ghê không? Khát nước mà chạy đi uống nước đi. Đó. Hoặc là mày đi tiểu đi. Cái tâm nó kêu vậy đó. Hoặc là mày đi ra ngoài đi vòng vòng chút cho nó thoáng đi rồi mày vô mày lễ nữa. Nó kêu vậy đó quý vị. Mà nó mà kêu như vậy nghe, mà mình mà nghe lời nó là chắc chắn cái lễ giữa chừng bị gián đoạn liền. Đó, gián đoạn liền. Cái cảm giác lễ Quan Âm mình không có cảm giác đặc biệt. Nên bản thân mỗi người chúng ta nghe phát tâm hừng hực lên. Chúng ta mang cái thân giả này nếu mà không sử dụng xứng đáng thì một ngày nào mình cũng bỏ quý vị ư. Đúng không? Bây giờ là cơ hội chúng ta phải dùng cái thân giả này bắt nó tu. Đúng rồi đó. Háo hức vậy đó. Đúng không? Chị sẽ bọc pháp đúng là giảng không nổi đâu, nhờ mấy bà này bà la phụ. Chứ bây giờ giảng vô đây mà la mà hồ la mà ở dưới ngồi làm nè. La gì nổi mà la, tôi hỏi quý vị la gì nổi. Thấy không? Hoặc là kêu cừ lên ở dưới. Vậy sao cừ được quý vị? Bây giờ mình vô đây mình ha ha ngồi dưới làm nè. Nó có cảm giác gì đâu. Nó không kích thích. Đúng không quý vị? Ừ. Ví dụ như mình trên đây mình cười ha ha ha, nó là kích, kích là mình kích, họ dưới họ cười là thích. Đó, thấy không? Nếu như mà bây giờ mình đây ha ha mà ở dưới ơi chịu thua, giảng hết nổi luôn, phải không? Nó tại sao cái pháp hội này càng ngày càng đông? Pháp hội này tại sao càng ngày càng đông? Vì cái pháp hội này càng ngày càng đông là vì người ta đi đến cái pháp hội này người ta thấy nhiều cái cảm ứng thù thắng. Gặp ông thầy hô giảng pháp quá hay. Đúng không? Đó. Rồi ta đi mà lỡ mấy ngày là người ta cười bao nhiêu nụ cười. Mà quý vị cười bao nhiêu nụ cười này, xin thưa quý vị nghe. Cái năng lượng quý vị á, biết không? Nó hừng hực lên vậy đó.
À. Mình hứa còn hợp lên đâu. À. Phải vậy đó. Khi bị lễ xong bị về nhà đi rồi bị thấy. Chà ngô. Quý vị biết rằng ha, một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ, một tháng mà nó còn dư âm. Nó dư âm quý vị ơi. À. Đến đây cười nhiều quá quý vị. Bắt đầu là về nhà tự nhiên đi đi vòng vòng cười lấy ra hoài vậy đó. Đặc biệt không? Bởi vì những Đức nói với vị nghe nha. Bởi vì cái việc mà cái việc tu hành mà nó không có người kích thích cho mình á, tu không nổi. Nó tu không nổi. Chùa người ta tổ chức giỏi lắm, giờ một buổi gì thôi hoặc là 500 lại người ta lại hai lần. Đúng quý vị. Còn bây giờ mình năm nay lễ ít nhất bây giờ cũng 1000 lại. Mà hai ngày nay quý vị coi mình được 8 buổi tu. Hai ngày nay 8 buổi tu. Vì thấy cái chuyến đi xứng đáng không? Quá xứng đáng. Đáng đồng tiền. Xứng đáng đáng đồng tiền. Nên mua vé máy bay từ nước ngoài bay về cũng xứng đáng đồng tiền. Đúng không? Quan hỷ quý vị. Quá vui mà. Không, những Đức nói thiệt với mình á, mình gặp cái hội chúng này á, là mình xả thân được rồi đó. Nghe không? Bây giờ mình đi tu mình có cơ hội này mà không xả thân nữa chờ cơ hội nào? Bây giờ lễ không nổi lê lết bây giờ cũng lễ. Phải không? Nghĩa là thầy trò chúng ta phải bay về cực lạc. Nói vậy vô. Không? Nguyên một cái vàng này mà quý vị biết là nó bay về cực lạc tấp nập. Đức Phật A Di Đà ngày quan hỷ biết bao nhiêu mà nói. Ở thế giới cực lạc quý vị về bao nhiêu bây giờ cái quốc độ cực lạc cũng không có chẹt. Tại vì cái quốc độ cực lạc là quốc độ công đức. Thấy không? Nguyện lực Phật A Di Đà nên về bao nhiêu cũng không chẹt, khỏi lo. Nhà cửa bao la. Như Hòa Thượng ngày nói bây giờ quý vị vừa phát tâm niệm Phật thôi là ở thế giới cực lạc quý vị đã có một cái bông sen mà có tên mình nè. À. Thí dụ như bà này Trần Thị Én. Không mà bà Trần Thị Én mới chết. Những Đức nói Trần Thị Én có thằng Én thiệt quý vị ơi. Bây hổm mới đây nè. Ở trong chùa mình bà này là Nguyễn Thị Én. 83 tuổi. Chết queo. Bữa đó làm đám cho bà đọc hồi hướng Nguyễn Thị Én. Nói ủa có Én thiệt kìa ta. Hiểu không? Mai mốt coi chừng hồi hướng cho Nguyễn Thị Chim nữa vậy. Nhiều người ta đặt tên, nhiều tên quý vị không? Én là có rồi đó. Chưa biết ai trong chùa mình tên Chim nữa. Ghép lại thành Chim Én. Hiểu không? Nó Chim mây Én hay là cái loại gì, miễn niệm Phật là Phật rước về cực lạc. Hiểu không? Nên tất cả những người bị bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia nghe, quý vị cứ niệm Phật đi. Ăn chay trường niệm Phật đi. Nếu mà thọ mạng đến thì Phật A Di Đà rước về cực lạc. Còn thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh. Nhớ nghe. Ai mà chồng bỏ chồng chê cứ niệm Phật đi là hết buồn. Mà niệm Phật thời gian nó đẹp lại chồng mê lại liền. Ai mà vợ bỏ vợ chê cứ niệm Phật đi. Vui vẻ niệm thời gian đẹp trai lại vợ mê lại liền. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó thì biết rằng á, cái công đức niệm Phật này thù thắng lắm. Ngay cái pháp hội lễ Quan Âm Bồ Tát, chúng ta nương tựa vào cái nguyện Quan Âm để tán thán bộ nguyện Di Đà. Vì coi trên đỉnh đầu Bồ Tát Quán Thế Âm có tượng Di Đà mà. Hiểu không?
Đó, nên mỗi người nghe, ở trong cái pháp hội này là nhân duyên thù thắng lắm. Nhân duyên rất là thù thắng. Nên chúng ta ngồi ở đây ai cũng là người chân thật hết trơn á, nhiệt tình hết mình. Để một chút khi tặng máy ở đâu ngồi yên ở đó bị ô. Mọi người hỗ trợ với Đức thằng tay để chúng ta hình thành một cái pháp hội cho thù thắng. Khi tặng máy rồi là ở đâu ngồi yên ở đó. Mỗi người đúng một cái máy, đừng có xin thêm cái nữa nghe. Khó xử quý vị. Kiểu mà xin thêm cái nữa mà đưa cái là nguyên một cái vàng. Mấy bà kia bác nói sao ông cho bà đó một cái mà cho tôi cho bà đó thêm cái nữa kìa. Là sao không cho tôi một cái. Nên mấy thầy với chú khó xử nghe. Mình mỗi người một cái thôi. Độc nhất vô nhị. Tặng xong rồi ngồi yên. Đừng có đi lang thang. Chứ đừng có tặng xong rồi ở đây mà đi ra ngoài kia ngồi nữa nghe chuyện. Làm gì kỳ lắm vậy ư? Nên mình phải chân thật đúng đắn nha quý vị. Đó là như Đức dặn quý vị đó. Mình làm không phải mình có tội. Khi tặng món quà của chùa đó là cái lộc. Nhưng mà nếu mình mà có cái tâm không đúng là thành cái quả chứ không phải là cái lộc. Hiểu không? Một cái máy niệm Phật những Đức tặng cho quý vị là một cái lộc. Dù là về nhà mấy người kia không ca có nghe, mà một cái máy này thôi nó có thể độ cả nhà quý vị. Nó lạ vậy đó. Tại vì mình chân thật nhiệt tình nên cái công đức phước duyên đó nó âm hưởng. Còn nếu như mà mình làm không phải, mình ngồi ở đây xong mình chạy ra mình kia, ngoài kia mình kiếm một cái nữa, về mình đưa cho gia đình mình, ngộ thay nó không nghe mà nó đập cái máy bể, là phải cái quả không? Rõ ràng mà, giỡn đâu. Bây giờ hổm có cái bà đó mà cái chặn là đèn bông sen quý vị. Bả nhận 3 cái đèn bông sen. Trong khi một người chỉ có một cái mà bả nhận 3 cái đèn bông sen. Quý vị biết khi mà bả về nhà đó quý vị, tối lỡ có người tự nhiên mà bả không thấy người đó mà nói bên lỗ tai bả gì nè. Đi đến chùa mà dám tham, đi đến chùa mà dám tham, đi đến chùa mà dám tham. Nói 3 câu vậy thôi. Ghê không? Bà cầm lại chùa 2 cái đèn bông sen lại. Đã nói rằng xin sám hối. Con đi đến chùa mà dám tham. Ghê không quý vị? Nên ở trong ngôi Tam Bảo mình là cái nơi tu hành. Một ngày niệm Phật 4 thờ. Thằng hộ pháp ở đây cũng linh lắm chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị. Ừ. Một cái pháp hội như vậy mà bình yên là Phật Bồ Tát gia hộ chứ không phải đơn giản đâu nghe quý vị ơi. Nhớ nghe. Tội nghiệp những người khắp nơi nơi giờ này cũng đang nghe pháp và một chút đang lại Quan Âm mà không có được món quà như Đức tặng. Thôi mang một cái tâm hoan hỷ vui vẻ, mong cho chúng sanh được có máy niệm Phật là như mình đã có. Hiểu không? Mong cho chúng sanh có máy niệm Phật thì như mình đã có. Vui vẻ lên khi thấy người ta được nhận máy niệm Phật. Hiểu không? Cái công đức lại này sẽ hồi hướng cho tất cả chúng sanh, trong đó có tất cả những người đang lễ lại một mình, đang nghe pháp một mình. Tâm Bồ Đề kiên cố, cái hạnh niệm Phật càng nhất tâm, chân thật cả đời niệm Phật nhờ cùng lại chung với cái pháp hội thù thắng này. Nhớ nghe quý vị. Nên mỗi một người phải nhiệt liệt hết mình, chân thật lễ Quan Âm Bồ Tát. Cái chân có mỏi cỡ nào mỏi lại luôn. Cái giò thấp sữa rớt ra lại luôn. Cái bàn chân nó thử gụng ra lại cho nó dính lại luôn. Được không? Thấy chưa? Phát tâm cho nó mạnh vậy đó. Hừng hực lên.
Bà cụ nào 80 tuổi lễ, lễ lên lễ xuống, lễ không nổi, lễ xong đứng dậy chạy vù vù. Ai nhức lưng, nhức tay nhức chân, lễ xong khỏe re. Đứa con nít nào ngoan ngoãn ngồi trong đây mà lễ Quan Âm là cầu nguyện cho cháu đó về thông minh học giỏi. Còn bà nào hiện tại đang có bầu mà lễ Quan Âm ở đây là cầu mong cho mấy bà sau này đẻ khỏi cằn gặn. Tới ngày đẻ thì nó chạy cái dù ra là xong. Chùa mình đó, có cái bà đi vô chùa đó, mấy vị biết rằng bà còn tháng nữa bà mới đẻ. Nó nói thầy ơi, cho con tu thêm nửa tháng nữa con về đẻ. Nó ừ được. Cuối cùng sáng đó đi công phu, tự nhiên bà đi lên chánh điện, cái bà làm nè, sao đau quá à, chắc đẻ quá thầy ơi à. Thì biết á, cuối cùng đưa bà lên chiếc xe, mà chiếc xe mà trong chùa mấy bà già ngồi á, xe lăn, đẩy bà ra ngoài trước để cho xe chở bà đi xuống bệnh viện đẻ. Vừa ra ngoài trước tới phòng đăng ký, bà ngồi ngay cây chú sữa, tự nhiên đứa nít chạy ra cái dù là đứa nít đẻ được ở trong chùa luôn, ngay cổng chùa, còn nằm trong chùa. Đẻ gì đâu mà quá dễ luôn, chưa gặn gì hết trơn chạy cái dù ra luôn. Nên danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm có một danh hiệu á, Nam Mô Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Cứu Sản Nạn Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghe không? Có phải không? Nên tất cả những người mà mang bầu bì cứ niệm Quan Âm, con mình sinh ra nó có tâm từ bi, ở trong bụng mình nó có tâm từ bi, nên nó có tâm từ bi, nó không có làm khó dễ mình nhiều. Mình niệm Phật ăn chay, niệm Quan Âm thì nó trong bụng mình nó có tâm từ bi, nó không có đạp vố, nó không có làm phiền mình nhiều. Mà khi đẻ ra thì nó chui ra nhanh, tại vì nó ngoan. Còn mấy cái đứa mà nó ăn mặn đồ này kia đó là nó quào gấu bên trong, hiểu chưa? Nó không chịu ra, cho mình gặn chơi vậy đó. Nó nên mấy bà gặn te tu luôn, muốn le lử luôn, nó không chịu ra. Nếu mà chịu tu ăn chay niệm Phật rồi niệm Quan Âm đi, là mấy bà vừa mang bầu mà tới khi nào gặn đẻ là tự nhiên vừa đi đến bệnh viện cái là vừa nằm xuống, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ác chạy ra luôn. Đúng không? Đó, nghe thiệt chiêu chưa? Nó thiệt chiêu niệm Quan Âm mà đẻ chưa? Nè, coi nè, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi đó, ba cái chạy cái dù ra luôn. Cái chữ tát là ra đó quý vị. Nam Mô Quán Thế Âm là đang hơ, đang giữ sâu, giữ hơ. Cái chữ tát là dùng hơ để tống ra nghe. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó phải không? Đó, hay chưa? Quá hay. Ai mượn mấy bà gặn chi mà không có dùng sức, hoặc là gặn mà gọi là hao hơi tổn sức mà không ra là nó đâu có ra đâu. Người ta nè, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó, thấy chưa? Ba cái tát thôi là cái dù chạy ra, nó bò lăn 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 ra. Niệm Quan Âm hay chưa? Quá hay. Nam Mô Cứu Sản Nạn Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghe không? Đó. Nên nhiều người mình nghe gì rồi mình dạy con dâu mình, hoặc là bản thân quý vị khi có bầu bì cố gắng ăn chay niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Đeo cái máy niệm Phật suốt luôn, đeo cái máy niệm Phật hoài để ngay cái bụng. Niệm Phật, thấy không? Là cái đứa bé nó niệm theo trong bụng luôn. Quý vị biết rằng á, có cái đứa bé này mà ở miền ngoài nghe quý vị, mẹ của nó gần đẻ luôn mà bả còn lại Quan Âm Bồ Tát. Lại xong 1500 lại, bữa sau
bả tự đi đẻ. Đứa bé nó dễ mà nó dễ thương vô cùng, quá đặc biệt, nghe không? Nên mỗi một người mình về đây nghe quý vị, cái chuyến đi tu của mình là xứng đáng. Bữa nay còn buổi tối đêm nay nữa là xong chương trình. Ngày mai thì tất cả các đoàn nào sắp xếp được thì đi qua bên hộ pháp. Nhưng bữa nay là chúng ta kết thúc nè, là chương trình chúng ta viên mãn nè. Nên đã đi đến đây rồi mà ông thầy ông nhiệt tình, ông nhắc nhở mình, nên mình phải hừng hực cái tâm lên, phải nhiệt quyết lên, nhiệt quyết lên. Nhớ không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền, quý vị ư. Ai mà yếu ớt thì niệm Quan Âm Bồ Tát xong hết yếu ớt. Ai mà không quyết đoán niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hết là có sự quyết đoán, hiểu không? Ai mà sợ ma, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm ở chùa mình xong về gặp ma, ma sợ. Các vị tụng vô kinh Phổ Môn phải không? Phải là gặp rắn độc, gặp hổ sói, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hổ sói bỏ đi, hiểu không? Còn nó không bỏ đi thì nó nhai mình thôi. Cái này gọi là hướng dẫn không có giấy bảo đảm ký tên đó. Dựa vào kinh mà quý vị tụng kinh Phụ Môn phải vậy không? Sợ quý vị vừa gặp hổ sói cái là quý vị sợ nó quá, nên cuối cùng vì niệm mà niệm không có thành tâm, nên con sói nó lỡ nó giết quý vị chứ làm sao. Phải chi bị thành tâm, đừng có sợ là có cảm ứng 100% luôn, chắc chắn quý vị luôn, hiểu không? Đừng có sợ, mà chân thật niệm là có cảm ứng. Do sợ mà niệm không cảm ứng, hiểu không? À, nên bữa nay nhà Đức nói chuyện chút gì thôi, bắt đầu là chuẩn bị nè, chuẩn bị tặng máy niệm Phật. Cái này mà chưa xong chương trình mà được trao huy chương rồi đó nghe quý vị, lãnh cúp rồi đó nghe. Mà ai đến đây cũng lãnh chiếc cúp A Di Đà Phật, thấy không? Cái máy niệm Phật này đẹp xin sò, quá đẹp luôn, thấy không? Về lúc nào cũng đeo máy niệm Phật nghe quý vị, nó là lợi ích lớn dữ lắm. Đây là công đức vô lượng đó. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị, tất cả chúng ta và tất cả Phật tử khắp nơi nơi đang lại chung nghe pháp, chung lại chung, ai cũng hừng hực cái tâm, ai cũng đầy đủ sức khỏe, ai cũng có sự kiên nhẫn để lễ hết 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là một pháp hội thù thắng, và nhờ lại Quan Âm mà gầy dựng được tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời. Khi cuối đời chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc, quý ư. Quyết tâm đời này về Cực Lạc, quý ư. Chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc, quý ư. Cười lên cái cười. Ha ha ha. Ha ha ha. Rồi chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc nghe. A Di Đà Phật. Nhớ nghe vậy, mùng 8 tháng 4. Mùng 8 tháng 4 lễ Phật Đản. Nhớ đi trước một ngày chắc ăn. Nghe không? Tại vì sáng sẽ có chương trình Iran như chương trình này luôn. Iran như thời khóa này luôn nghe. Mùng 8 tháng 4. Chúng ta hẹn gặp nhau nghe vậy. A Di Đà Phật. À, chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn
sơ thất ca mâu ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Quá Khứ Chánh Pháp Minh Như Lai Hiện Tiền Quán Thế Âm Bồ Tát Thác Đại Chứng Minh. Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thế Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Thác Đại Chứng Minh. Đó là hôm nay chúng ta lại vào đêm thứ hai, phải không? Đây, đêm thứ hai rồi, còn đêm thứ ba nữa không? Nói cái Đồng Lâm đây thì đêm thứ hai đầy hết rồi, hộ pháp thì chặt quá, không có chỗ mà chứa, phải không? Bây giờ không biết mà quá phép là rộng tuốt rồi kìa, hết chỗ đây của mình hết đi. Mà thì Phật tử quá một chỗ đứng hết. Thế bây giờ thầy dòm thấy là chỗ nào cũng là Phật tử hết. Không chắc cũng mà 40-50 ngàn người về đây không biết. À. Tới giờ phút này mà 40-50 ngàn người nơi tại đây, chứ chưa nói đến chỗ khác, mà đều hướng về Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì tâm trạng của Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài như thế nào các Phật tử biết không? Ngài vui lắm hay không? Vui lắm, chắc chắn là vui lắm rồi trong nói hả ta? Bởi vì các vị thường nói là Bồ Tát Quán Thế Âm như là cái tình thương của Bồ Tát giống như mẹ hiền. Ở trong này ai cũng có mẹ hết phải không? Có ai không có mẹ không? Ai cũng có mẹ mà sao có con được. Trong này ai cũng có mẹ hết. Mà cái tình thương của mẹ đối với con á thì chắc chắn là ai cũng có cảm nhận hết. Hãy nó lớn lên thì nó hơn ngang chút, cho hồn nhỏ thì mẹ nói gì nó nghe nói hết à, biết không? Cái tình thương của mẹ đối với con thì nó vô cùng vô tận. Con đòi cái gì thì mẹ lo cái nấy. Con xin cái gì thì mẹ đáp ứng cái nấy, phải không? Có bao giờ mà con xin thì mẹ từ chối không? Mẹ đang ngủ mà nó khóc cái nào là cũng đặt đặt là thức dậy. Coi nó đòi cái gì liền. Thấy không? Mình suy luận cái tình thương của mẹ mình đối với mình, rồi mình nghĩ đến cái tình thương của Bồ Tát Quán Thế Âm đối với chúng sanh á, mức nào thì biết rồi. Như vậy thì trong cái giờ phút này thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài rất là vui mừng được nhìn thấy hàng vạn chúng sanh hướng về Ngài. Nhưng mà nếu trường hợp mà Ngài không có mà thiên bá ức quá thân ra, ngàn vạn thân ra làm Bồ Tát thì làm sao độ chúng sanh cho hết được. Mày chỉ mà hướng vào Việt Nam, còn bên Ấn Độ, bên Mỹ, bên Úc rồi bỏ đâu. Cho nên Bồ Tát là trong một cái nháy mắt gãy móng tay á, có vô số cái hóa thân của Bồ Tát mà đỡ độ chúng sanh. Nhiều khi tôi nằm tôi suy nghĩ, hồi sáng này tôi ra tôi thăm, tôi thấy Phật tử nó đi, nó ngồi lang thang chỗ 48 đường Phật Di Đà, rồi tới tôi kéo nó thì nó đi chỗ khác nó nằm. Các con đi lạy Phật mà con nằm cũng dính chẳng dính chân trước Đức Phật, Đức Phật ngài buồn sao?
thầy ngồi đây các con chưa sáng mình dám nằm chỉnh cẳng chỉnh chân huống gì Phật. Mắt hồn nó xin dọn dẹp hồi tới tới nó bu lại một hơi nữa xin à nó xin gì nữa mà cứ đưa cái đầu tới thưa sư ông cái đầu con ra nó nhức quá rồi đứa thì đưa cái cổ có cái cục rồi còn đứa thì đưa cái vai con thì nó sưng lên đủ thứ hết đủ thứ bệnh hết phải không? Trong đời có ai không bệnh không? Ừ, cũng có bệnh hết phải không? Như vậy thì hôm nay mà các vị mà vừa lạy Bồ Tát Quan Âm á là xin cho lành bệnh không á, còn xin gì nữa không? Lạy mà lạy đêm qua rồi rồi lạy đêm nay nữa là cầu Bồ Tát gia hộ cho các con là lành bệnh không, hay còn cầu gì nữa không? Chắc chắn là nó cầu nhiều chuyện lắm á. À, nó cầu nhức đầu sổ mũi đau tay đau chân à, đi chùa chồng cằn nhằn không cho à, con nó này kia kia nọ đủ thứ cầu nữa ta à, tất cả tại sao mà mình được quyền cầu như vậy thì mình đã à, nói là Bồ Tát Quan Âm như người mẹ hiền rồi mà người mẹ thương con thì con xin cái gì cũng cũng cho cầu gì cũng được hết. Chứ còn vị Bồ Tát khác không dám cầu nghe. Cũng Bồ Tát vậy. Nhưng mà Bồ Tát Văn Thù Vô Hiền là cái hạnh nguyện khác chứ không phải hạnh nguyện Quán Thế Âm. Là xin gì cho anh ấy. Nhớ không? Không từ chối cái gì hết á. Xin cái món nào các con xin gì Bồ Tát cũng sẵn sàng cho hết á, biết không? Đứa nào mà, có nhiều đứa nó mắc nợ nó đẩy Bồ Tát gia hộ cho con có tiền ở tranh tượng có nữa có không à, nó xin đủ chuyện mà thì tụi con có quyền xin chứ bởi vì mình coi Bồ Tát như mẹ của mình rồi thì tâm sự của con có chuyện gì cũng thương với mẹ được hết mà chắc chắn là mẹ không có từ chối nhưng mà có những cái mẹ cũng từ chối vậy nghe chứ không phải đáp ứng hết đâu. Có những cái mà mẹ thấy không hợp lý thì mẹ từ chối à. Mẹ nhắc con một cái thôi con đừng xin cái đó nữa khó lắm. Biết không? À, thì con nó không dám xin nữa. Chứ con nó đòi nhiều chuyện. Nhưng mà mẹ đáp ứng phần nào theo cái thực tế của con thôi. Chứ không có đáp ứng hết toàn bộ hết. Tôi nói như vậy để chi biết không? Ngày nào Hòa Thượng nói chuyện Bồ Tát như mẹ hiền thương con cho hết tất cả gì con muốn nhưng mà con mắc nợ mấy trăm triệu con xin Bồ Tát cho con trúng với số sao xin không được để đại Bồ Tát không có thương sao? Cho nên á xin thì xin mà mẹ thấy cái nào cần thiết thì mẹ cho con còn cái nào không cần thiết thì mẹ bác qua một phía nghe em à, nói cho đó cho Phật tử rõ cho đó à. Nhưng mà cái mình lạy vía Đức Quan Âm á thầy nói hôm qua rồi không phải chỉ lạy một ngày hôm qua với ngày nay là xong đâu mà không chỉ niệm một ngày hôm nay là ngày mai ngày mốt thôi mà luôn luôn lúc nào cũng niệm à. Con nhớ mẹ như mẹ nhớ con. Bởi vì con là thương mẹ đâu phải thương trong chốc lát mà bỏ. Mà mỗi giờ mỗi khác lúc nào cũng nhớ mẹ hết. Mẹ mà đi đâu vắng chừng vài tiếng đồng hồ là con nhà nhớ rồi. Thì bây giờ mình nhớ Bồ Tát cũng vậy nha. Luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ hết. Chứ đừng nhớ các bữa người trốn mất nghe. Nhớ luôn 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 chỗ nào, ngày nào, tháng nào, giờ nào cũng nhớ. Nhớ Bồ Tát hết. Cũng như đứa con là nó nhớ mẹ là không bao giờ nó quên mỗi giờ mỗi khắc à, mà hãy mà con mà luôn luôn nhớ mẹ thì đứa con đó chắc chắn là mẹ không có bỏ được đâu mẹ sát một bên thôi à, thì giờ các vị á cầu cái gì thì cũng ta cầu hết nhưng mà cái điểm cốt yếu nhất là cầu gì biết không à phải cầu giờ cực lạc nghe không?
Cầu mấy cái chuyện khác là để giải quyết tạm thời thôi, còn cầu về cực lạc là cái điểm chính nghe không? Luôn luôn lúc nào cũng là nguyện về cực lạc một nhà. Hoa sen chính phẩm là cha mẹ, mẹ mình. Hoa nở rồi biết tánh linh, các ông Bồ Tát là bạn lành với ta. Mình cầu xong về cực lạc là chư vị Bồ Tát đều là ngồi gần bên mình hết. Ở đây thì cũng có các vị Bồ Tát ngồi đầy hết mấy nhà ngự, nhưng mà Bồ Tát chưa hiện hình được, Bồ Tát còn nằm ở trong tâm á, biết không? Các vị cũng có Bồ Tát trong đó chứ, có Bồ Tát quan tâm trong đó, nhưng mà bị những cái chuyện khác thì nó đè xuống là Bồ Tát không có hiện ra, các vị thấy được chứ có Bồ Tát đó. Mà bây giờ cực lạc rồi thì không chỉ là thấy Bồ Tát không, chứ không còn có thấy cái tướng chúng sanh nữa. Tướng chúng sanh không còn, bây giờ mình còn có tướng sanh này này, còn có tướng chúng sanh, cho nên á phải niệm Phật để cho cái tướng chúng sanh nó tan đi và tướng Phật hiện bày. Cho nên ngoài mà vừa đây lại vía Đức Quan Âm á, hồi sáng tôi gặp mấy Phật tử cứ ra cầu nguyện cho bớt nhức đầu, bớt sưng cái vai, bớt sưng cái cổ, đủ thứ, ngoài cái đó ra là còn phải niệm Phật cầu vừa cực lạc nghe không? Cái đó là cái điểm quan trọng. Chỉ cho vừa cực lạc thì mới khỏi được cái khổ đến thế gian này, khứ khổ cái thân tứ đại này. Vừa cực lạc từ cái hoa sen sanh ra thì nó còn sanh già bệnh chết, còn ở thế giới này mình sanh từ cái thân cha mẹ sanh ra là phải có già, có bệnh, có chết, có đau khổ, đủ thứ hết. Cho nên á, bữa nào á cũng niệm Đức Quan Thế Âm 1, 2 tràng, 5, 3 tràng cũng được. Nhưng mà niệm xong rồi cái niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Bồ Tát gia hộ cho con kiếp này thấy Phật A Di Đà, thấy không? Bây giờ Đức Bồ Tát ở đứng sát bên Đức Phật A Di Đà đó, anh niệm nhìn niệm đồng nguyện vậy đó, niệm xong rồi rồi bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Đà Phật, thấy không? Niệm Bồ Tát là một cái vị phát nguyện trợ lực cho Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vô số chúng sanh trong mười phương thế giới đối với cực lạc. Cái nguyện Bồ Tát là đưa cho mình gặp Phật, Bồ Tát đã phát nguyện rồi. Do đó cho niệm Quan Thế Âm Bồ Tát xong rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát gia hộ cho con kiếp này con gặp Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương cực lạc. Các con ngày nào đêm nào cứ niệm nhiều đó thôi, ai mà nói nặng mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật nha. Ai mà nói cái con này sao khó chịu quá, mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Hay mà ai nói cái con này sao vô phép quá, mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị mà thực hiện được vậy rồi các vị an lạc lắm, không bị đạt cái tánh Phật các vị nó hiện ra cho còn cái tánh chúng sanh không còn nữa. Còn cái mà nó chài cái bà đó đi chùa gì đâu mà không có tu gì hết trơn, nó nghe nói cái bắt đầu giận, biết không? Là tính chúng sanh nó hiện lên, mắc mớ gì tao tu không tu cỡ tao, mắc mớ là nói là bà đi chùa không tu gì hết, biết không? Thì tính chúng sanh nó hiện lên, mà bà họ nói là cái bà đó đi chùa nhưng mà sao không có tu gì hết, xong thi này kia, mình Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là ngon nhất rồi, nghe không? Các vị Phật tử thực hiện vậy đó, mà có thực hiện như vậy là mới gặp Phật được, nghe không? Mà không thực hiện được là không gặp Phật là đừng có than thở đó nghe. Thầy những tức là nhắc nhở nhiều lần rồi, giao thấy là dẫn Phật tử leo lên thuyền để mà đưa qua bờ, còn thầy là cái người đóng thuyền thôi mà dụ Phật tử mà nó leo lên thuyền không là sự do thầy, mà thầy dụ Phật tử nó không chịu lên thuyền là thầy dở, biết không? Mà thầy dụ Phật tử lên thuyền đông chừng nào là công đức vô lượng chừng nấy, biết không?
cái trách nhiệm mà chẳng những thầy Đức mà mấy thầy đây trong cái ban lãnh đạo hết đều đóng góp rồi. Cái người mà dụ Phật tử bước lên lên thuyền cho mau, mà bước lên thuyền rồi thì phải gì là cực lạc thôi. Thầy có mấy lời gửi gắm cho các Phật tử nè, bắt đầu là thầy nó hướng dẫn cho Phật tử lại Phật đi, nhưng mà thầy nhắc lại là phải nhớ mỗi ngày niệm danh hiệu Quan Thế Âm rồi tiếp tục niệm Đức Phật A Di Di Đà để mà cầu vượt cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm.